Bạn đang hoang mang không biết chọn ngành nghề gì? Đừng lo lắng, đã có người cho môn nghề hướng nghiệp thông minh, chọn nghề cực đỉnh. Ngày nay chúng ta sống trong thời kỳ cá mập ăn kiêng, đổi món từ cá sang cáp, và vì thế các game thủ liên tục phải lên mạng xã hội bày tỏ quan ngại sâu sắc với những nhà cung cấp dịch vụ đáng kính mà chúng ta thường sử dụng. Và trước khi đi vào clip của ngày hôm nay, rất mong các bạn sẽ bấm like, subscribe cho chúng mình và đừng quên nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ clip nào trong tương lai nhé. Một nhanh, nhà mạng nói, bạn cần phải mua gói cước với tốc độ cao hơn. Và thường thì nhà mạng sẽ có lời khuyên kiểu này dành cho các game thủ, nhưng thực sự có phải như thế không? Hãy cùng đi siêu thị đã nhé. Hãy tưởng tượng bạn là quản lý của siêu thị, bạn thấy một thằng cu hớt ha hớt hải chạy đến vì nhà có khách và nó có vinh dự được giao nhiệm vụ mua chai nước mắm hay là lọ tương ớt. Trước mặt thằng bé là hai hàng dài đang chờ nhau để được thanh toán. Mỗi hàng có tầm 10 người, có mấy bà mẹ bỉm sữa, có một xe hàng đầy thứ linh tinh đang chờ để thanh toán trước mặt. Như vậy là mất đứt 20 phút để thằng cu mua chai nước mắm vì những người có giỏ hàng rất đầy như thế này. Bạn phải tìm cách giải quyết vấn đề. Cách đầu tiên, dễ nhất là thuê thêm người thu ngân để có 4 hàng thanh toán. Đúng như thế thì bạn sẽ tăng gấp đôi số máy móc, phải cơi nới thêm hàng thanh toán và chi phí trả cho nhân viên. Và bạn để ý có những lúc nhiều khi nhân viên không làm việc mà chỉ có 3 người ngồi chơi, như vậy sẽ rất lãng phí nhân lực. Và trong trường hợp tốt nhất như ví dụ ở trên, cỡ 4 hàng thanh toán chỉ làm cho thằng cu phải chờ 10 phút thay vì 20 phút. Hoặc bạn có thể thuê người làm nhanh hơn, thay vì thuê thu ngân có yêu cầu trình độ hết lớp 12 thì thuê thu ngân có trình độ thạc sĩ chẳng hạn, đó cũng là một cách. Chúng ta có giải pháp nào tốt hơn không? Thì một trong những điều các bạn có thể thấy là với những người mua rất nhiều đồ, thường họ ít quan tâm đến việc phải chờ bao lâu. Còn những người vào siêu thị để mua một cái bút hay một chai nước mắm thì với việc xếp hàng họ sẽ rất sốt ruột. Như vậy cách tốt nhất là chuyển hai hàng xếp bình đẳng thành một hàng nhanh, một hàng chậm. Ví dụ, những người mua ít hơn 5 đồ thì được vào hàng nhanh, ai mua nhiều hơn thì xếp vào hàng bình thường. Nếu hàng nhanh hết thì nhân viên thu ngân sẽ gọi người từ hàng chậm sang. Trong trường hợp đó, người mua ít đồ sẽ được đảm bảo ra được rất sớm so với người mua nhiều đồ. Nếu thằng cu chạy đến mua chai nước mắm là người duy nhất được xếp hàng nhanh, nó sẽ là người ra đầu tiên. Như vậy, ngay cả khi không có sự thay đổi về nhân sự, bạn cũng đã giải quyết được vấn đề từ QoS cho đến cake. Đây không phải là ý tưởng mới, ở nhiều nơi nhiều siêu thị đã có chính sách express lane như vậy, nhưng nó liên quan gì đến internet? Thực ra ứng dụng game như là Counter-Strike là một ứng dụng cần băng thông ít, rất là khác với các ISP và những diễn đàn online thường lề bạn, nhưng cần độ trễ rất nhỏ. Mình dám cá với tất cả mọi người có thể chơi Counter-Strike hay phần lớn các game online với 1/4 mê trên dây mà không hề lag. Nếu như Counter-Strike là game duy nhất chơi trên mạng, đó là đứa trẻ cần đi mua chai nước mắm. Với Counter-Strike hay Voice Chat, chậm đi vài chục mili-giây là cả vấn đề rất lớn. Nhưng với M14 chẳng hạn, nếu trang web tải chậm hơn 1 giây bạn cũng chẳng thèm quan tâm. Nếu YouTube buffer thêm vài giây bạn cũng không khó chịu. Game, Voice, lướt web hay là chat là những dịch vụ đòi hỏi tương đối ít tầng truyền. Nếu chúng ta đi vẽ một đồ thị với yêu cầu độ trễ băng thông của các ứng dụng thì chúng ta có một số điểm đại loại như sau. Băng thông không phải là tất cả. Nếu bạn rút ra được điều gì từ việc đọc những dòng trên thì là việc internet của bạn giật hay là chất lượng thoại video đôi khi sắc nét nhưng nhiều khi giật hay là đứt quãng. Lưu ý, giật, đứt quãng chứ không phải là mờ thì không phải tại bạn không đủ băng thông và cần nâng cấp đường truyền. Lý do bạn giật là tại router của bạn không đủ thông minh để phân luồng số người xếp hàng mà coi là như nhau. Vấn đề ở đây là khi số lượng người xếp hàng nhiều, tức là nhiều ứng dụng đang chạy cùng một lúc trên nhiều máy tính khác nhau. Một chiếc router bình thường không biết đâu là giao thông nhỏ nhưng cần nhanh và giao thông nhiều nhưng không cần nhanh. Từ của những người làm chuyên môn về vấn đề hàng dài này được gọi là buffer bloat, hàng đứng chờ dài. Chúng ta cần phải làm gì khi hàng chờ dài? Bạn có thể thấy nếu được ưu tiên, chúng ta sẽ ưu tiên ứng dụng cần độ trễ thấp trước ứng dụng cần độ trễ cao và ứng dụng cần băng thông thấp trước ứng dụng cần băng thông cao. Ngày xưa, khi người ta mới phát minh ra chuyện hàng chờ, người ta tìm cách đi phân loại traffic và đánh dấu thủ công ứng dụng cần gì, yêu cầu gì để router xếp hàng ưu tiên cho các ứng dụng đích đáng. Thủ thuật này được gọi là Quality of Service hay là QoS, thường được các router gọi là Game Mode. Nó có một cơ sở dữ liệu khổng lồ về việc các game sử dụng cổng nào để ưu tiên cho game đó, nhưng vì có các ứng dụng và game mới ra hàng ngày nên việc duy trì cơ sở dữ liệu đó gần như là không thể trước khi bạn có một đội ngũ IT chuyên đi tìm hiểu về việc này. Thuật toán xếp hàng thông minh SQM. Gần đây trong những nghiên cứu mới, người ta đã tìm ra một cơ chế để phân loại giao thông một cách khá hữu hiệu và tự động gắn liền với nhân Linux. Cơ chế này gọi là thuật toán xếp hàng thông minh Smart Queue Management SQM, thường đọc là SQM. Ý tưởng chính của Kudo hoặc là Cake là nó tự động hủy những gói tin phải xếp hàng quá lâu. Hóa ra việc này là một điều rất hữu dụng để hạn chế việc lag.
Điều tuyệt vời của Cake là bạn không cần phải trả thêm tiền hàng tháng để dùng. Tất cả những gì bạn cần là phần mềm nguồn mở. Để dùng được Cake, bạn phải có một router chạy được OpenWRT. OpenWRT là hệ điều hành nhúng dựa trên nhân Linux chuyên để chạy router và có các chức năng biến router của bạn thành một máy tính thông minh thực thụ. Bạn cần cài OpenWRT vào đó, tùy từng router khác nhau mà cách cài đặt khác nhau, nhưng mình thường sử dụng router của Netgear. Việc mua router tốt có thể chạy được OpenWRT rất quan trọng và là khâu then chốt. Khi mua router, mình thường vào trang wiki của OpenWRT và xem router của mình có được hỗ trợ hay không. Các router thường có các phiên bản phần cứng khác nhau nên phải cẩn thận chọn router bạn biết đúng phiên bản. Mình thường chọn Netgear WNDR3800 hoặc R6001 vì nó chỉ có một phiên bản ở Mỹ. Ở Việt Nam bán những router hiệu gì mình không dành. Router này sau đó được kết nối một cách độc quyền vào modem. Không máy tính nào khác kết nối vào modem ngoài router, rồi bạn cài Cake. Bạn vào System, Software, rồi cài KMOD Cake, SQM Scripts Extra, Lucy App SQM. Khi khởi động lại router, nó hiển thị một mục mới, Network, SQM, ở Control Panel. Sau đó chúng ta cần đo băng thông lý tưởng, tức là xem chúng ta có bao nhiêu hàng để thông báo cho thuật toán biết rằng chúng ta có thể phân bổ như thế nào. Thoát hết tất cả các máy tính đang dùng Internet ra và mở một cửa sổ để theo dõi độ trễ ping, đồng thời vào một trang để theo dõi băng thông, ví dụ speedtest.net. Việc có đường truyền tốc độ cao chỉ là bạn khó đạt đến ngưỡng tất cả lag, nhưng một khi bạn làm đường truyền lag thì đường truyền tốc độ cao hay thấp chẳng giải quyết được gì cả. Khi bạn có con số này rồi, nhân băng thông uplink và downlink với hệ số 0.9 rồi thiết lập thông số SQM tương ứng. Sau khi thiết lập xong, bạn có thể tiếp tục đo bằng speedtest. Bạn chắc chắn sẽ thấy băng thông hữu hiệu của mình giảm xuống một chút. Nhưng nếu độ trễ lag của ping cũng giảm hẳn, xin chúc mừng, bây giờ bạn có thể download BitTorrent xem YouTube cùng với chơi game hay gọi FaceTime mà không sợ giật nữa. Và rất mong sau bài viết này, tình trạng MMR thấp của các bạn sẽ được cải thiện rõ rệt và bạn sẽ không còn lý do gì để cãi khi đối thủ tràn vào nhà bạn và biến nó thành sân bay. Và nếu các bạn thích những nội dung chúng mình đã đưa lên kênh, hãy bấm subscribe và đừng quên nhấn chuông bên cạnh để luôn nhận được thông báo mỗi khi chúng mình đưa ra clip mới nhé. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Summarize và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!